ẩu chi nha. Em này, ủa cái gì đấy? Quảng cáo hay sao? Cái gì? What? À, cái này, ok. No, no, no. Thì thôi. Này game phụ thôi nhé. Cái này game này thật ra nó chỉ làm mình đổi cái phần chơi chính, nó là đổi hả? Cái gì vậy? Cái này để mình chắc mình nhận mình được chơi quá trời. Good, đâu đâu đâu, nói chung nó vô màu xanh là mình lấy thôi. Không nhận. Cái này tôi không biết nó phải level 1, tôi nghĩ nó level 2 đúng chứ nhỉ? Gì? Vậy á. Ok, casual game à. Để chơi đến đây thôi. Chắc không có gì đặc biệt lắm. Ok. Ừ, chơi buôn bán này. Mày đùa. Good.